Bữa nay mình cắt những hôm chè khổng lồ cho bà chị các bạn. Thì chị cũng thấy mình trồng ở trên kênh của mình đó các bạn. Thì chị cũng xin một ít hôm về để trồng các bạn. Thì bữa nay mình cắt cho chị. Thì ở đây mình cắt được ít hôm rồi các bạn. Mình cắt thì hơi dài hơn những cái chỗ mà người ta bán trên mạng đó các bạn, thì sẽ cục hơn. Tại vì ở đây khu vực của mình thì cỏ nhiều các bạn, thì cứ trồng cắt cỏ rồi trồng thôi. Nên mình cắt hơi dài chút xíu cho nó nhiều khi cỏ nó lên đó các bạn, thì qua đầu đọc cỏ các bạn. Thì đây lúc trước mình cắt lá rồi các bạn, thì bây giờ một lá ra ít rồi nè, mình chỉ cắt hôm thôi, thì sẵn cho dê mình ăn luôn. Thì chị này xin để về cho heo gừng ăn các bạn ơi, trồng để cho heo gừng ăn. Ở đây mình cắt những cái nhánh này nè các bạn, thì cắt cây dài khoảng 3 tấc với trên 3 tấc các bạn ơi. Thì để cho trồng cao hơn đọt cỏ đó các bạn. Đây thì mình cắt lá bỏ hết các bạn, thì cứ ghim dưới đất thì nó, nếu mà có độ ẩm thì nó lên rồi các bạn, còn khô quá thì nó sẽ chết hôm các bạn, nó sẽ không lên. Thì cứ như vậy thì đào một lỗ đất thì cứ trồng xuống thôi các bạn. Mình chặt hơi dài vậy nè các bạn. Thì mình dự định cắt cho chị khoảng 100 hôm các bạn. Thì cho chị về chứ ươm trồng gây giống từ từ. Ở đây mình cắt xong khoảng 100 hôm rồi các bạn, thì để gửi cho bà chị bà nuôi heo rừng nữa các bạn, trồng để cho heo ăn. Và chị có nuôi dê nữa các bạn, thì cũng để cho dê ăn luôn. Ở đây thì mấy cái cây chè khổng lồ mình chưa cắt nè các bạn. Thì trồng cái chè khổng lồ này 1-2 năm đầu sẽ không có lá gì nhiêu đâu các bạn ơi. Thì khoảng 2 năm đổ lên thì lá nó sẽ phát triển cũng rất là nhiều các bạn. Rồi bây giờ thì mình đi gửi cho bà chị đó thôi. Mình đem xuống cây xăng ở Hòa Đại chỗ thằng bạn của mình đó các bạn. Thì mình gửi ở đó. Thì nữa chị sẽ ra lấy các bạn. Thì bây giờ mình đem những hôm chè khổng lồ nữa các bạn, đem gửi ở cây xăng Hòa Đại các bạn. Thì để cho bà chị lại lấy các bạn. Thì để trồng cho heo và dê ăn các bạn, heo rừng các bạn. Rồi video mình cũng kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Rồi hẹn gặp lại các bạn.